5 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đón những tín hiệu tích cực như tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp, song nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp đóng cửa tăng, áp lực lạm phát có nguy cơ tăng cao. Trong 5 tháng đầu năm nay, điểm sáng của nền kinh tế thể hiện ở sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất. Cụ thể, tính chung 5 tháng đầu năm nay, ước tính EIP tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các ngành chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải đều có mức tăng mạnh hơn 3-4 lần so với cùng kỳ. Trong bối cảnh đại dịch năm nay thì chúng ta cũng bắt đầu có kinh nghiệm đối phó với dịch đó. Cho nên là chúng ta vẫn duy trì được cái mức độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Sự hồi phục của khu vực sản xuất cùng với đà hồi phục của kinh tế thế giới đã tạo động lực của hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm nay. Chúng ta vẫn đang chứng kiến một cái xu hướng nói chung, đó là sự bùng nổ của xuất khẩu, đặc biệt là của cái khu vực FDI. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy rõ ràng là các ngành FDI Việt Nam đã được tạo điều kiện để làm việc tốt. Thứ hai là họ thích ứng tốt và duy trì tốt các chuỗi cung ứng quốc tế của mình. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 130,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 131,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính 5 tháng đầu năm nay nhập siêu 369 triệu đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm cả xuất khẩu, cả nhập khẩu đều tăng khá mạnh. Đấy, tăng trên 30% nhưng nhập khẩu tăng mạnh hơn. Nhập siêu này nó là cho thấy là chúng ta đã bắt đầu là các doanh nghiệp đã bắt đầu là nhập khẩu nhiều hơn để thúc đẩy sản xuất. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng trong 5 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, lạm phát vẫn đang được kiểm soát tốt. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản 5 tháng tăng 0,82%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI mặc dù là ở cái mức thấp nhưng mà đang có xu hướng là tăng dần qua các tháng. Chúng tôi đánh giá rằng là cái áp lực lạm phát nó sẽ tăng dần từ nay cho đến cuối năm. Bên cạnh đó, 5 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 55,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 778,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 412,4 nghìn lao động, tăng 15,4% về doanh nghiệp và tăng 39,5% về vốn đăng ký, tăng 1,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy khu vực doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Trong 5 tháng đầu năm nay, có 59,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.